Nhóm bóng nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị, các bạn nha. Ngày hôm nay thì con đang có mặt tại gia đình của cô chú Tùng. Hoàn cảnh gia đình thì đặc biệt rất là khó khăn ở trong cái vấn đề mà xài nước hàng ngày đó cô chú. Thì ở đây là con của chú là bé Trang á, hàng ngày múc nước á thì có buộc một cái sợi dây vô hả Trang? À, buộc vô đây xong rồi em múc nước là em sẽ thả thùng xuống hả? Rồi sau đó kéo lên vậy nè cô chú, rồi mình để dưới đây mình xài. Cái sàn nước nhà mình là ở đây luôn hả chú Tùng? Ở đây. Ở trong chặt quá hay sao mà mình nhỏ, dạ cho nên là nước á là mình xài nè cô chú anh chị, các bạn có thể thấy á là giờ này thì dưới con chuột này á gác ghến rất là nhiều luôn, nước á thì nó muốn ngã màu luôn nè, nhưng mà cũng phải sắp lên để mà mấy cha con trong gia đình sử dụng, do là không có nước sạch để mà xài á cô chú. Rồi những lúc mà như vậy là nước ròng hay là nước lớn? Nước lớn đi em, còn nước ròng dạ. Còn khai sát nữa. Nếu vậy thì sao mà mình xài nước được ha, thì mình đóng đèn lại. Lóng phèn, dạ. Múc dao này của mình lóng phèn. Rồi có khi nào mà nó cạn mình không xách được lên không? Có, một chút nữa là khô luôn, chút nữa dạ. Là tuốt ngoài kia luôn. Rồi nếu vậy mình phải làm sao chứ? Xe tranh thủ nước lớn á, múc lên, để sẵn cái nước ròng cái mình không cực. Dạ, vậy là nhà không có cái gì chứa hết, chỉ có mấy cái thùng vậy thôi. Cái thao này chứa là gì đó. Dạ, mình lên nhà đi hả Trang? Mình lên nhà đi chú Hồng ơi. Còn ở đây là cái gì hả chú? Mấy cái chỗ này là để đó mình múc nước rồi mình lên dự trữ vậy. À và chén bát đồ cũng để ở đây nè cô chú. Do nhà diện tích nhỏ cho nên nó là tận dụng ở phía trước, với lại nếu mà xách nước từ nhà vô trong từ dưới sông á vô tới nhà thì nó rất là xa luôn á, cho nên là chú xài ở đây. Mà giờ này thấy lu hủ đồ cạn hết trơn rồi, không có nước nè. Không nước mới nước đang lớn chút nữa nó đầu là dạ yeah. Cái chân của chú bị gì không? Đi làm nó bị cái mỏ bàn của cái mỏ chẹt á. À cái đò cái chẹt á hả? Nguy hiểm quá, mua hút ủng vô nghe chứ Tùng ơi, để nó sưng á. Đang cái sưng mấy bữa nay, cái tuần lễ này chưa có làm gì được hết. Dạ yeah. Nhà là ở đây nhà của mình được mấy thành viên? 4 thành viên em. Là hai vợ chồng với hai đứa con ha. Cô ra đây luôn đi, cô ra đây luôn đi. Dạ. Nhà tới mấy đó là hết rồi đó hả cô? Tới cái mấy đó là trong đó là bếp thôi đúng không? Dạ, chỉ là cái phần bếp thôi. Nhà của mình là không có điện luôn hả? Không có điện. Dạ, cho nên là cái này là cái năng lượng, miếng năng lượng nhỏ. Năng lượng ha. Cái đốt đèn thôi. Dạ, có cái dĩ. Đốt đèn, cái bình gì đó, đốt đèn. Quạt đồ bắt được không? Mình xài quạt đồ được không? Bình, được, còn đêm thì không. Dạ, ban đêm nó không đủ hay sao? Dạ, mình ngồi ở đây đi ha. Chứ ngồi kế bên đi. Chứ ngồi đi đi. Cô bị lãng tai hả? Dạ, lãng tai. Chú kêu cô ngồi. Ngồi ra. Cô không nghe. Vậy là quạt á là chỉ có ban đêm là không bắt được luôn. Được. Do nó không đủ cái năng lượng hay sao? Không có điện. Dạ. Cái tiếng này là nguyên tiếng không có điện luôn hay sao? Nguyên, ha, một đoạn này tới xã Vĩnh Khánh. Vĩnh Khánh thì có điện, mà còn thuộc xã mình đây là không có điện. Dạ, yeah. Mình đây là thuộc xã gì? Gì à? Xã mình Định Thành. À, xã Định Thành. Định Thành. Vĩnh Khánh thì có điện, Định Thành mình không? À, không có điện cho nên là cái việc mà hàng ngày mà sử dụng điện thì cũng rất là khó luôn, huống chi là đến nước đúng không? Đúng rồi. Rồi hàng ngày nước á là phải xách lên để mà xài như vậy. Ừ. Thấy rất là cực luôn á. Mà nước nó chú có thấy là nó đục quá không? Trời ơi, tới mùa dịch nó dài hơn nữa, dịch nó về chứ cắt lúa rồi là kẹo nẹo luôn. Dạ. Nó đen luôn chứ nó không phải là nó trong gì, là mình bây giờ là không có dịch gà rồi, không có mùa lúa đó, không có ghe tàu đi đó, nó mới trong được vậy chứ không phải là nó còn đen nữa. Dạ, yeah, nhưng mà bấm bụng cũng phải xài luôn. Xài mình lóng lên, múc lên lóng phèn vậy đó. Dạ, gia đình mình ở đây lâu chưa? Ở đây từ nhỏ lớn luôn. Này đó nhỏ lớn. Nhỏ lớn. Nhỏ mà lộ mãi, vì có đồ dời gì trong này. Yeah. Mà từ đó giờ là không có nước sạch luôn, chỉ là không xài có. Nước dưới sông, sông đó giờ luôn. Mấy chục năm nay. Ừ. Dạ. Yeah. Vì đó giờ đây là mình chỉ xài nước kinh thôi. Dạ. Yeah. Rồi gia đình của mình là hai cô chú là làm nghề gì? Đi làm thuê không em? Yeah. Anh thì đi làm cho ta, đi chơi làm máy móc rồi đó, chuyện máy cho người ta rồi. Còn hai bé còn đi học không? Hai cháu còn đi học. Dạ, yeah. Bé Trang là học lớp mấy rồi? Lớp 7 rồi. Dạ, yeah, còn lớp một chuyên sang lớp 8. À, còn bé nhỏ? Lớp 3. À, bé nhỏ lớp 3 nó thấy chạy ngoài kia. Rồi hằng ngày tắm rửa, rồi giặt giũ ăn uống rồi là nước ở dưới sông hoàn toàn luôn. Cũng có nhiều chỗ đó em. Dạ. Có hết chỗ đó. Dạ. Nhiều cho nên là rất là khó khăn luôn. Nhà này mình cắt lâu chưa chứ Tùng?
Nhà này hôm nọ bị dông hồi năm ngoái, dông tháng 10 năm ngoái nó sập xong rồi. Cái này là cái nhà của bên hội từ thiện chú Tám sao rồi đó làm, chú Tám làm cho đó. Chứ anh vợ chồng anh chưa có khả năng làm nữa. Chú Tám cái cây nó ngã xuống đập sập luôn rồi chú Tám sao chú làm cho đó, chứ đâu phải anh làm được đâu. Nhà cũng được sửa lại rồi, giờ là đang rất là cần được có cái nguồn nước sạch luôn, để mỗi lần mà tắm rửa giặt giũ gì cũng phải đợi nước lớn rồi thấy bé nó giờ chồm xuống nó xách thấy cực quá. Tại vì giờ chưa đâu, vài bữa nữa còn nữa, còn nó đen hai ba hôm nữa dịch nó về tới đây còn đen đen thui kinh luôn. Rồi hàng ngày nước uống là mình đổi nước bình. Uống đỡ nước bình. Có mùa mưa thì còn được đỡ đỡ một chút, còn không mùa mưa thôi kinh thì thấy từ hồi Tết giờ không thấy mưa nhiều, ít mưa quá cũng không có nước gì nhiều nữa. Mà cái này gọi là kênh trục chứ nó cũng không phải là cái sông, cho nên là nước thì nó cũng khá là hiếm luôn cô chú. Thì đó giờ gia đình có biết đến cái cây nước giếng bao giờ chưa? Chưa. Chưa biết. Dạ, cái nước giếng đó thì do là gia đình của cô chú là không có điện, cho nên là nếu mà mình sử dụng thì mình phải có một cái máy chạy bằng xăng. Thì nó là một cái loại máy để mà khi mà mình xài đó thì nó sẽ sử dụng cái lực để mà hút nước từ dưới cái giếng của mình lên mà xài. Dạ, thì nếu mà những nhà có điện thì người ta xài motor, còn mình không có điện thì mình sử dụng máy chạy bằng xăng thì cũng rất là tốt luôn. Cái nước giếng đó thì sẽ có mấy chú thợ đến, người ta khoan tầm 40 đến 60 mét rồi người ta lấy cái mạch nước ở dưới lên cho mình xài thì nước rất là trong và sạch luôn. Thì chắc là gia đình của chú đây con nghĩ là cũng ao ước có được cái giếng nước đó. Có, nó sạch sẽ cho mấy em cháu đoạn tắm rửa em ơi. Thì đã quá trời kinh dài bữa nữa đây, hôm nữa đây rồi thấy lục bình rồi dịch gà nó về nó chết nó nhục đầy kinh thúi ụm nó trơn mà cũng phải chịu thôi. Bệnh đây giờ biết sao giờ. Cho nên là gia đình rất là mong mỏi là có được nước sạch luôn. Mong mỏi. Nếu mà có thì cũng rất là mừng nha. Chúc cho gia đình được nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú. Thôn nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại con đang có mặt tại gia đình của chú Tư Béo. Thì chú đang gặp rất là nhiều khó khăn về nguồn nước sạch để sử dụng. Con chào chú. Thì con xách tiếp cho chú. Rồi, gia đình mình xài đều xài nước ở dưới con kênh này hả chú? Dạ, như cô chú anh chị thấy thì dưới con kênh thì rất là nhiều lục bình và gác để trôi, nó trôi luôn thì rất là dơ. Cái này nó còn đã đỡ vài bữa dịch lại rồi luôn. Dạ, nó dịch xuống này nó dơ hay gì chú? Dạ, dơ. Cái này là chưa có tới mùa dịch, vài bữa thứ là mùa dịch lại rồi. Dạ, hiện tại thì con thấy cũng sắp làm đồng rồi phải không? Dạ. Ủa, nhà mình thấy cũng xa quá nghe. Dạ, cái này cái nhà kho của ta, còn cái nhà cũng khúc à. Dạ. Thì hàng ngày thì mình xách bao nhiêu thùng mình mới đủ sử dụng trong một ngày hả chú? Mình xách phi xài được vài bữa. Dạ. Ủa, mấy cái phi này là chú để chứa nước hứng nước mưa không đó hả? Dạ. Dạ, con đổ vô đây luôn nha. Dạ. Trời ơi, nặng. Được không chú, đây con tiếp. Được rồi. Dạ. Thì đây là hai cái phi để chứa nước của gia đình của chú Tư để xài. Cô chú thấy rất là cặn luôn. Trong đây có gác, người cặn nó đen. Gió nó vô. Còn cái này là mình để làm gì hứng chú? Hứng nước mưa cho một nhà không? À, hứng nước mưa đây. Để là mình để nấu uống này kia luôn phải không? Rồi sàn nước của mình là ở đây luôn hay gì chú? Đây. Dạ. Thì chú ơi, hai chú cháu mình vô nhà mình nói chuyện xíu nha. Rồi, đây cô chú ơi. Nước mưa mà cái phi này hứng nước mưa mà thấy nó cặn nó đen quá trời luôn. Điện lưới rồi gió ấy rồi nó bắt. Dạ. Ồ, chào em. Mình nhà mình có đèn không chú? Có điện. Có cái đèn rồi mình ít nó cho. Ngồi đi cưng. Được rồi, cái ghế được. Gia đình mình ở đây lâu chưa chú? Mấy chục năm rồi. Ồ, mấy chục năm rồi. Dạ, cô chú thì có được bao nhiêu nhà này, có được bao nhiêu thành viên? Hai một đứa gái, thằng trai, hai chồng. Là bốn thành viên. Dạ. Dạ. Rồi cô chú làm nghề gì vậy cô chú? Giờ thì làm mướn ở ngoài á, còn tôi thì làm công nhân cho giống kho đó. Dạ.
Hồi nãy con thấy như cái chân của chú đi nó hơi sập rỉnh phải không chú? Đứt gân nè. Nấu lại giờ nó không có cảm giác rớt dép đi đâu được đâu. Dạ. Có dép đi mới được, còn không có dép đi không được. Dạ. Còn cô thì làm công việc gì vậy chú? Cắt lẳng nhổ đủ nền cho ngoài dân. Dạ. Là ngày nào cũng đi làm hết? Ngày nào cũng đi làm. Làm bữa thì làm trong nước sạch trong á. Dạ. 3 giờ đi rồi. Dạ. Tới chiều mới về. Hai đứa con ngồi đi cưng. Cưng tên gì? Dạ em tên Thư chị. Thư. Thư năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 16, 17 rồi. À, còn đi học không Thư? Dạ, không, nghỉ rồi. À, nghỉ rồi. Nghỉ lâu chưa? Dạ em nghỉ hồi năm mới vô lớp 9. À, nếu như mà còn đi học thì năm nay Thư học lớp mấy? Năm nay chắc nghỉ hè vô em 11 rồi. À, còn em của Thư là học lớp mấy rồi? Dạ em sang năm học lớp 8. Là còn đi học ha? Dạ còn đi học. Gia đình mình hàng ngày đều sử dụng nước ở dưới con kênh trục đó hả chú? Dạ, dưới kênh đó. Còn nước uống thì anh chạy giống trở về. Đợt thì mưa thì đi cho không được thì nấu nước mưa uống. Dạ. Vì hiện tại con thấy cái kênh ở dưới là hiện tại là nước lớn hay nước rồng hả chú? Này nó đường rộng mà. Rồi tới chiều nó mới đánh rồi. Nếu như mình sắp thì mình phải canh nước lớn không chú? Canh nước lớn rồi bị sách lên đổ được thì xài. Vì thường thì thường ngày thì ở nhà ai xách nước vậy Thư? Dạ bình thường là cha con đi làm thì ông rảnh thì ông xách. Ừ. Rồi cái chân trang vậy rồi xách bao lâu? Xách bao lâu mới đầy cái phi đó, hai cái phi đó? Dạ em ba cũng xách từ từ, thùng hay thùng thế. Từ từ ít đầy. Là ngày nào mình cũng xách hết? Không. Hai ba bữa mới xách một lần. Hai ba bữa mới xách một lần. Hiện tại con thấy nước ở dưới lục bình rồi gác này kia rất là nhiều á chú. Gác này đã đợi chút nước rồng rồi nó tới cái nhịp dưới á, cái nhịp dưới là mới có nước tắm đó. Dạ. Rồi những lúc mà nước rồng rồi nước rồng sát nữa rồi. Thì ra trường ra ngoài giữa sông có cái đường ghe đi đó. Dạ. Rồi mình tắm cái đó rồi bắt đầu lên bờ lên bờ thôi. Đó mới bắt thêm nhịp ở đó, hồi đó tuốt trên này cái đợt mùa rồi đợt rồi á. Dạ. Về mới mặn về đâu có nước tắm đâu, bắt thêm nhịp nữa mà ra ngoài không có nước tắm nữa. Nếu như mà nước ròng như vậy là nước mình cái nguồn nước nó rất là đen luôn á chú. Vì dạ, mình ăn uống này rồi. Kia rồi mình thì, nó dơ quá. Thì, mua có nước lọc thì mua nước lọc, cũng bị nhầm đợt thì mưa ấy thì lên kho chở không được thì mua nước lọc uống. Dạ. Còn nước nấu cơm này hứng nước mưa. Còn không thì thấy nước lọc với nước dưới sông đợt rồi là nấu đâu được đâu, rồi cái khúc ở dưới này nó còn sâu hơn được chút, còn từ cái gành này lên tới cảnh là nó càng hiệu à. Dạ. Rồi đi mặn về nhầm bữa thì có nước tắm, nhầm bữa thì chạy lấy xe chạy kho tắm rồi chạy về đây. À. Rồi nhà này nhà có hai đứa bé rồi nước rộng như vậy rồi sao mà nó tắm được thôi chứ? Cái chưa nó tắm dưới đỡ rồi lên đây nè, mình chứa nước phi đó. Dạ. Rồi tắm lại. Mình múc dưới nước kênh đó rồi mình có lóng phèn không chú? Có. Lóng phèn sạch sẽ rồi mình mới tắm lại ha. Dạ. Rồi nước dưới con kênh đó thì chú xách lên chú dùng trong việc gì? Để cho người đi mặn về mà bữa nào kinh mà nước cạn quá thì kêu cái nhỏ tắm cái này. Còn mình thì lớn thì dễ, còn tắm mình thì tắm không kịp thì tối mình lên kho tắm. Ăn uống này kia thì mình nấu nước bình. Dạ. Không. Nhà chú ở đây có điện ha? Không, không có điện bông hết. Dạ. Ở đây là đất của trại giống, rồi mình mặn cho nhà nước đó. Dạ. Rồi nhà nước cắt cho nở, rồi chừng nào tự mình nghỉ việc thì mình trả lại nhà cho người ta. À, dạ. Mình về. Dạ. Như chỗ của chú không có điện thì nước giếng thì mình dùng là cái máy bơm á chú, cái máy dạ. Bơm chạy bằng xăng. Thì mấy chú thợ khoan dưới cái độ sâu là tầm 40 đến 60 mét. Dạ. Tùy theo dùng, có dùng thì khoan sâu hơn là 80 mét. Dạ. Lấy cái nguồn nước sạch trong ở dưới mạch nước ngầm ở dưới đó, rồi mình đổ xăng lên, mình giật máy lên, mình chạy. Dạ. Dạ, mình hút nước ở dưới mạch nước ngầm lên, mình sử dụng. Dạ. Nếu như có được cái nguồn nước giếng như vậy thì chú cảm thấy như thế nào? Có vui không? Vui. Có gì mình bơm nước lên dự trữ cho mình. Đây mình cũng có nhà cầu nữa nè, rồi cái là nó nước phải sắp như vậy lên dự trữ rồi cho bà già bà lại mẹ phải đi cầu. À, dạ. Bà cũng giờ bảy mấy tuổi rồi không lời này mà cái phi mình có hai phi chứa nước uống cũng phi chứa nước để cho bà đi cầu. Dạ. Làm đi cầu thuốc xuống dưới rồi xách nước lên tới đây thì nó xa.
Con cũng mong gia đình mình được may mắn được mạnh thường quân hỗ trợ cái giếng nước chú nha. Dạ. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn chú. Đường này đỡ tới vụ vụ cắt lúa